Thưa quý vị, Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu tiên 11 tháng 3 năm 1951, 11 tháng 3 năm 2021. Dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Báo Nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm ra số đầu tiên. Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 về xuất bản một tờ báo lấy tên là Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng thay tờ Sự thật. Ngày 11 tháng 3 năm 1951, giữa chiến khu Việt Bắc, Báo Nhân dân đã ra số đầu tiên. 70 năm qua, đội ngũ những người làm Báo Nhân dân luôn xung kích trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn của đất nước, viết tiếp những trang sử dễ dàng của Đảng. Hiện Báo Nhân dân có hệ thống phóng viên thường trú tại 63 tỉnh, thành phố trong nước và 6 cơ quan thường trú ở nước ngoài. Với sự phấn đấu không ngừng và nhiều kết quả đạt được, Báo Nhân dân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Lao động hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những thành tích và những phần thưởng cao quý của Báo Nhân dân. Thủ tướng đề nghị tập thể Báo Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam. Tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo Nhân dân nói riêng, ra sức phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là ngọn cờ đầu trên mặt trận tư tưởng báo chí của nước nhà.